Rồi, chào tất cả anh em. Nay lên máy cây đẹp đẹp nha, máy cây đẹp đẹp chiến thần cho anh em chơi. Có cắt tôn rồi, có búi dầu rồi, có bu lông Hitachi rồi tùm lum tà la. Có cái này đẹp và bán đẹp 3366. Rồi. Đầu tiên combo vậy đi. Một thân vít, một thân bu lông. Một cái sát, không đầu. Các anh em mình lấy tem dán cho tùm lum tà la như đây nè ha, làm gì làm. Còn motor nó có gì anh tặng luôn. Rồi từ đây rồi ok, em tên Thắng rồi. Rồi mua cái bộ GOP đó mà chốt hạ. Rồi test máy dòng này là anh em khỏi nói rồi nha, anh em nhẹ gọn, dòng tua cao lực đạp mạnh để anh em đi công trình đó. Từ tóc Thắng đảo chiều DM2 DMR vậy nè, đầu cứng khỏi nói nha đó. Nói chung là còn gì đẹp hơn những này nữa không, chơi đó. Rồi văn làm văn ba coi, hôm nay thợ về hai cho con làm nắm. Giờ mình có ba giữa hai nữa, nó cùng nó không chịu khoét lỗ cái gỗ này, gỗ cứng nha, nó không chịu vô cái giữ lại một chút cho nó có cái thế vô rồi nó mới vô được. Thắng đã chưa được tóc mọt, đầu bao lắc, ngoại hình này tầng tầng thì dễ nhìn thôi ha, dễ ăn nói thôi anh em. Vì tự nhiên sinh nhân ba cây này không có cây nào vệ sinh hết đó nha. Giờ chụp hốt lên luôn cho anh em luôn. Rồi một cây lấy cái đầu khẩu bu lông cho bán. Rồi một cây này là bu lông cũng 12V luôn nha. Điều tóc Thắng đảo chiều, ngọn hình cũng vừa đủ nhìn, vừa đủ chơi thôi nha. Thì cao su cũng còn cầm đây chắc tay rồi nha. Còn máy thì bao khỏe bao đi nè. Bu lông xịn sò này mạnh lắm á nha. Rồi hai cây tặng luôn cái này đó, combo để cho anh em về xài thôi nha. Rồi cái này anh em người ta bán 650-700 rồi. Rồi chọn bộ hết này nha, chọn bộ hết này để anh em mua giá 900. Pin sạc cơ galo đây thân máy không. Rồi 900 mã số 1 nha. 1900. Ba cây Hitachi. Đấy. Đây là hôm nay có hai cha con thôi. Ông anh ông thợ về thăm vợ rồi. Tháng về một lần. Mỗi lần về 4 ngày 5 ngày. Rồi, số 1 là ba cây 900. Một cây bu lông, một cây vít, còn cây mắc cùi. Đó, mà hình chiếu sao đưa vậy chứ không có cắn thêm gì của anh em. Anh em đi lấy motor lấy gì lấy tiền. Rồi. Cái giỏ cũng còn đẹp lắm nha. Giỏ cũng đẹp. Tem. Rồi. Ba cây 900, mấy cái 66 là bán hết. Cái cướp hết. Rồi. Nè. Mới 99.5%, không dám lột, không dám để luôn. 611. Không dám cho thợ đụng tay vô nữa. Đấy. Như vậy mà test gì nữa? Đầu cổ rồi nè, ha. Đó, anh em thấy không? Từng chi tiết một. Anh em có con mắt nhìn anh em tự nhìn đó, người bán họ nói sơ qua nhưng mà từng chi tiết một nha, đầu cổ từng chi tiết một này để anh em siêu tầm. Này để anh em siêu tầm đảo chiều nè, điều tóc nè. Rồi tiết cái máy nó mới quá không dám đụng luôn á, 99.5%. Thằng này không phải thằng bãi đâu anh em.
mới chưa từng có cuộc chia ly nha. Móc treo dây đeo đầy đủ. Rồi test cái máy. Má thân máy nha, pin sạc anh em phải lo. Như vậy mà làm cái gì? Có nghe tiếng động đâu, giống như giữ trò chơi á. Anh em người ta nói giày sao gì là bắn vít nha, giày sao anh em gì bắn vít được, nhưng mà tiếng máy kêu vậy sao gì bắn vít được ha. Một cấp đây cấp gì đó mình được cái đảo hai cấp tốc độ thử coi. Rồi, cấp bên nãy nó đảo qua đây, giờ đảo qua lại. Rồi. À. Rồi cấp một cấp chậm. Cấp là cấp chậm cũng cấp nhanh ha. Nhưng mà nó vô chậm hơn. Nó mới vậy không dám đụng luôn á ha. Rồi. Bỏ này vô. Thân máy ha, thân máy. Thân máy để anh em mua giá 7,5 chơi thôi, siêu tầm chơi thôi ha, bỏ tủ chơi thôi. Siêu tầm bỏ tủ chơi, tay không dám đụng vô tay vô nữa, dậy vô tay nữa lo. Ha, mình là thích chơi vậy cha. Rồi cứ vậy đi. Rồi. Tem mát đầy đủ ha. Mới 99,5%. Đừng nói 99. Ngồi tặng nó như vậy thì ngồi tặng nên phải lo. Rồi mã số 2. 611. 7,5 thân máy. Anh em mà thích thì chơi cây này, hả, tên mạng hơi xù xì chút xíu ha, hả. Mạng lực nó cũng có duy như vậy thôi, 611 thôi. Hả, anh em muốn chơi thì chơi thôi. Ha. Hả. Đèn đốm đầy đủ, hai cấp đồ đầy đủ. Rồi, rồi tập cho em chút xíu. Không có gì ngại ngùng nó hết. Rồi. Đầu cổ bao lắc. Ừ. Này vừa làm vừa chơi nha. Siêu tầm vừa làm vừa chơi. Rồi. Thân máy 400. Ừ. Còn kia thân máy 7,5 anh em muốn chọn chứ không phải là mình bán mắt. Đó, cứ chọn gì chọn à. Dán chỗ nào dán. Nó cũng 611 thôi. Mà cây thì 7,5, cây 400. Chuyển khoản bao ship rồi ha. Rồi mã này là mã số số 3. Số 3 là 400 thân máy. Đấy, 12V, đầu cứng hết nha. Đèn đốm đầy đủ full. Cò kiếp đầy đủ. Rồi số 3 611. 400 611 luôn. Ừ. 400 thân máy. Còn kia là 7,5. Đây. Bịch lăng 7,5 là mã số 2. Rồi siêu 10 mẫu. Còn cái tên chưa buông máy nha. Tên chưa buông máy. Điều tóc. Thắng đảo chiều. Không thang 18V nha, không thang 18V. Nó mắc tiền hơn cái thằng mà không thang 36V. Không thương cái mũi đâu, chứ cái mũi bỏ vô hả? Cái mũi bỏ vô tết thấy em thấy sợ luôn nha. Anh này không sợ thì mình sợ mũi rồi. Anh này có hai mẹ con cũng sao, nhiều cũng ít máy à. Thợ về là anh em hai cho con diễn sơn chút ngậm mũi không thương. Có điều tóc rồi nha, nó điều tóc nè. Đảo chiều nè. Rồi, con búa.
con búa có chức năng đục nữa, ba chức năng mà. Con búa còn có điều tốt, đập búa không mạnh không lấy tiền. Rồi điểm đốm đầy đủ, ngoại hình nè, tem xuất xưởng vẫn còn nè, cái tem mà tem chống chống mở máy á, nó còn nằm kẹt trong đây luôn nè, nó chưa rách đôi ra, nhưng mình không có vệ sinh và chiếc mà mới dày mà màu vệ sinh chi nữa ha. Rồi còn chức năng đục rồi, bóp này xuống anh em đi dặn nha, đục còn có điều tốt bởi vì động cơ máy nó giống nhau mà, còn nó đã chiêu gì hết đó. Đập nãy mình đem mình test khoan lũng đường nhựa rồi nha. Máy coi như là mới cứng luôn, còn cái tem mà tem chống chống mở chưa mở luôn lần nào nè. Hả? Tem mà đá luôn á, năm 1900 ngày ấy luôn á. Nha. Rồi. Lấy mũi nè. Ngậm mũi nè. Lấy mũi nè. Không thang 18V, em nó ra đi với giá là 2.150.000. Máy chưa bung, còn cái này nữa nè. Nha. Còn pin sạc anh em alo. Pin sạc adapter hay là pin sạc riêng gì anh cứ alo, mọi chi tiết mình có. Thân máy nha, thân máy mình để cho anh em với tổng thiệt hại ra đây là 2.150.000, 18V không thang, ba chức năng, hàng chưa bung, máy nghiêng đai nghiêng kiện nha, không phải là máy mà đã qua độ chế, nó còn cái tem chưa bung máy nữa. Nói đi đâu xa nè, nó chưa có một cái dấu rảnh ra ha. Tiền nào của đó thôi, mình cũng săn săn mắt thì mình cũng phải để, nhưng mà cái này không thật không mắt, anh em người ta bán 2.3, anh em thấy vậy chứ không mắt nha. So với cái máy, giá trị của máy là phải là không mắt, cho ngon thì bỏ tiền 7-8 triệu qua qua Nhật mua. Chưa bung là một tem nè, chưa bung hai tem nè. Rồi 2.150.000, mã này là mã số 4. Chỗ này nhỏ thôi để anh em tẩy rửa. Băng keo này nó có keo cho mình đóng pin là mình dùng cái băng keo này. Mình bảo vệ mặt không á, mặt không này nè. Nhưng mà không nên dán liền nha. Đó, nguyên tắc điện là không nên băng keo chung. Dù nó không như thế nào, nhưng mà thời gian nó có một cái chế độ ẩm nhỏ thì nó sẽ làm cho cái cục pin mình sẽ mau hư. Cho nên mình kinh nghiệm đóng pin của mình là anh em alo. Rồi mã này mã số 4. 2.150.000 thân máy nha, pin sạc anh em cứ alo. 2.150.000 bê tông không thang nha. Rồi đó, mua cày thì mua mấy cái này vừa đủ tiền giá tiền xài, 608 đầu cổ cứng margin japan nha. Đó vẫn xài tốt thôi, nhưng cái mới thì nó mắc 7.5, vừa chơi vừa làm ở chưa tóc ngọt. Đó. À. Được đó. Thở chiều. Rồi thân máy 400 luôn ha. Tem mạc đầy đủ, ngoại hình cao su liên lạc 4 sĩ. Vậy làm tới thôi ha. Ok chưa? Ok trang like. Ok con dê trang like. Rồi mã này là mã số 5. Thân máy 400, pin sạc, alo nhắn tin trả lời.
số 4. Ghi số 5 này, số 5 cho, không phải số 4. Số 5, 400. 608, số 5, 400. Rồi. Em muối dầu, Makita. Ngoại hình đẹp, thắng đã chưa được tóc ngọt. Điều tóc rất ngược. Máy còn rất đẹp, tem đầy đủ ha. Rồi. Rồi bán cái con vít cho em nghe cái tiếng búa dầu. Cái tạch 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 mà ra rất rất mạnh. Đó, là máy rút giạc. Anh em cứ bóp cầu chưa hết nó đã vô vít rồi. Cỡ đây nửa cầu thôi, mình nói thật. Nè. Mà bóp chưa hết cầu luôn á. Nó vừa đủ vô mình thấy nó mạnh quá, mình chưa bóp hết cò luôn á. Đó, mạnh nó hết cò, nó vô làm việc à. Anh em làm việc á, là vừa làm vừa ngủ trưa được nha. Đó, nói thật, mấy em muối dầu là vừa làm vừa ngủ trưa được. Rồi, trọn bộ cho anh em xài chơi nha. Rồi anh em lấy thân máy. Mình để cho anh em như giá là 1.050.000. Ngoại hình cũng tương đối đẹp luôn. Tem mạc đầy đủ cao su liền lạc. Anh em tự chấm điểm ha, diệt bài nha. Đấy. 1.050.000 cái thân máy. Rồi. Nếu anh em lấy luôn pin sạc. Rồi. Cho để cho anh em có giá là 1.500.000 luôn, chọn bộ. Mã này là mã số 6. Số 5 là 468. Còn là số 6, búa dầu. Thân máy 1.050.000. Búa dầu 14 quên nha anh em nha. Nó là 14 qua. Rồi số 6. 1.050.000. Máy mới đẹp cứng. Rồi. Một cái bê tông. Nó cao su liên lạc tên mạc mất rồi. Này 18 qua nè. Bỏ pin 18 nè, một hàng. Test cho anh em xem luôn nè, ha. Điều tóc ngoại hình hơi xấu, cũng xấu, tên cao su vẫn còn, anh em vừa tẩy rửa ra thôi nha. Máy rất mới, rất êm. Búa nè, phân thường nè, rồi đảo chiều nè. Máy 26 nha, nói chung máy 26 đó, 18 qua. Rồi để anh em 1.050.000 lấy luôn cái đầu khẩu này nữa, đầu 13 ly nữa để dành con sắt, con gỗ, đồ kẹp á. Rồi 1.050.000 lấy đầu này nữa 1.200.000, giờ mình ghi là 1.050.000 thân máy không thôi, không lấy cái đầu. Đầu nó cũng như ấy thôi, như đầu kho bình thường thôi ha. Rồi, ngậm, lấy mũi, ngậm. Rồi, lấy 1.050.000 thân máy. Ngoại hình nó hơi xấu nên giá nó bờ bình dân vậy thôi. Giá nào có giá đó anh em nha. Rồi, mã là mã số 7. 1050. Bê tông. Makita. Mã số 7. 1050. Thân máy không? Pin sạc alo, nhắn tin trả lời. Rồi. Chốt hạ cái carton.
Để đeo bao tay vô các con 14 con. Ngọ hình đẹp tê mát đầy đủ. Nha. Đeo tay vô các con. Con sắm đồ cắt được hết. Mình thử hết tất cả mua, giá mua rồi. Đợi cái nút con cắt. Còn tay là ăn nói mà ha. Cắt nó ra ngọt liệm mà. À, tôi sống tôi đồ anh em nuốt trôi hết nha. Nghe tiếng giống như chơi á. Nó còn chức năng chống khởi động để con nè ha. Rồi tắt đó, mở lại. Rất chi là bài bản nha. Còn các sẽ đường dài cho nên coi luôn thôi, sống là lặn tốt hết nha, không có cái gì mà gọi là ấy, mình đeo tay là mà không sợ, cho nên mình làm kỹ cho anh em luôn. Nên vô có nó chạy lặn. Đó, nó ra vậy luôn, ngọt liền luôn. Ha. Đó, kéo ra thôi. Đó. Để dài lặn kiểu nào cũng được hết nha. Rồi. Cái này đẹp không? Cái hồi bữa mình bán. Nha. 1.050.000. Một triệu không trăm năm mươi nghìn thân máy, pin sạc, alo, nhắn tin trả lời. Thân máy mới đẹp 1.050.000. Lưỡi rồi nè, sáng trưng nè ha. Cây này là cây số 8 chắc to 1.050. Thân máy không nha. Rồi. Như thế này nha. Rồi, anh em mua gì ủng hộ. Hình thức thanh toán là chuyển khoản đủ bao ship, ship có em tự trả tiền ship, đồng thời cọc trước đi đơn. Anh em nào cũng vậy nha. Rồi, cảm ơn anh em ủng hộ. Bye bye, see you again. Chúc anh em may mắn thành công.